Hi, xin chào quý chú ba anh chị đã quay trở lại kênh Chợ Nhật Bãi. Hôm nay em lên tập số 48 về đồ nghề. Anh chị mình bấm nút like và nút đăng ký kênh để cập nhật các tập mới ha. Chốt hàng mình cứ điện thoại hoặc nhắn tin vào số điện thoại trên tiêu đề. Thì chuyển khoản đơn trên 300 bên em sẽ bao ship, đơn dưới 300 vui lòng chuyển thêm giùm em 10.000 tiền phí ship. Còn ship code nhận hàng thanh toán đồng giá là 30.000 một đơn ha. Rồi hôm nay thì em lên rất là nhiều những dòng tô vít của Nhật, của Mỹ, thực địa này kia. Thì hàng mới chưa sử dụng nha chị em, những dòng này là hàng mới chưa xài nè, và một số bonsai cờ lê lực của Nhật ha. Rồi thì em xin đi vào chi tiết tập số 48, bắt đầu từ mã số 19 luôn. Em lên mã số 19. 19 là một cây, 19 là một cây, lấy cây này đi ha. 19 là một cây đục cơ khí, hàng mới chưa xài của Mokuba của Nhật. 19 giá là 80.000. Rồi cây này là Mokuba của Nhật chưa sử dụng nha chị em, Made in Japan này. Còn liền lạc ngon lành. Thì cây này anh chị mình thấy là chiều dài là 18 xăng và cái phần lưỡi đục là 1.6 xăng ha. Và nguyên zin chưa có sử dụng mới tinh này. Đó, đầu không có dấu đóng hết nha chị em. Đầu đúng nguyên zin. À cây này thì có xả nước rồi nha chị em, nhưng mà nó cũng còn đẹp nè, không có gì hết. Đẹp ha. Lưỡi nó còn thẳng tắp nè, đó. Rồi chiều dài của cây này tầm khoảng là 10, dài hơn thông số của nhà sản xuất luôn chị, nó dài tới 18.4 xăng. Rồi cái này chốt cho em một cây đục Mokuba của Nhật ha, đục cơ khí bản rộng 1.6 xăng. 19 giá là 80.000. 20 em lên một cây kìm điện đa năng. Cây này thì hãng là của Fujiya của Nhật ha, cán màu vàng vàng đậm rất là đẹp này. Cây này thì có chức năng bấm cốt nữa. 10 gạch A, hàng của Fujiya của Nhật nên chăng? Fujiya của Nhật. Cây này vừa bấm cốt này, vừa tuốt dây điện này, vừa cắt ha, ngàm cắt khít không có bị hở nên chăng? Và anh chị mình thấy là mặt trên nó hơi có bị nhăm nhăm chân kim do để nước dính nước lâu ngoài bãi thôi, chứ còn phần ngàm thì anh chị mình thấy cũng có xà lướt chút xíu này. Đặc biệt cây này được chức năng bấm cốt, cắt và tuốt ngon ha. Ngàm thì có xà lướt chút xíu thôi. Đó, anh chị mình thấy răng cũng còn đều, cũng có xài bên này đều hơn, bên này thì có vài cái dấu cắn. Đó. Rồi. Cây này chốt giùm em mã số 20, giá là 100. Logo khắc chìm nội địa Nhật là anh chị mình thấy ngon này. Lưỡi cắt là không có bị cấn trên trang, và anh chị mình thấy lưỡi cắt ngon nha. Đó, lưỡi cắt là thẳng và cắt cái dứt như thế này. Rồi chốt cho em cái này mã 20 giá 100. À, chiều dài nữa. Chiều dài của cây kìm điện này tầm khoảng là 18.8 xăng nha. Mã số 20 giá 100. Em lên mã số 21. 21 là một cây kìm nguội, cây này 170, hàng của hãng Fujiya của Nhật. Cây này thì size dài nhưng chiên nó tài chắc tầm khoảng hơn 21 xăng, chiều dài nó tầm khoảng là 21 xăng. Rồi cây này Fujiya No 1050, logo Yojik nội địa Nhật đây. Mặt mày cũng còn láng, ram đen mặt trên còn này, để cắt đi nha chị em. Về phần răng cây kìm nguội Fujiya 21 xăng này, răng thì đều nha chị nhá. Cây này được cái răng nó đều. Rồi em cắt dây điện luôn. Anh chị nào mà mình có xài kìm nguội dưỡng cơ khí này kia thì mình xài cây này cắt ngon này. Đó, cắt ngon nha. Cái này cắt ngon. Rồi cái này chốt cho em mã số kìm nguội Fujiya 21107. 22. Em lên một cây mỏ lết ha. 22 là một cây mỏ lết của hãng Tone. Dòng này là dòng mỏ lết ngắn và ngàm rộng để anh chị mình leo cao với lại bỏ vô túi đồ nghề đi làm nó nhẹ ha. Tone của Nhật anh chị nha. Tole. Cán thì còn liền lạc này. Thì cây này là anh chị mình sẽ tìm dùng sản phẩm là Tone MWS 36 short này. S là short ha, và ngàm rộng là ngàm tới 36 ly là ngàm rất là bự. Cây này thì ngàm xài lướt thôi, nó có hơi có chóc mạ nhưng mà ngàm cứng, không có bị rơ lắc như vậy ăn, và nó không có bị cấn gì nhiều, chỉ có vài cái nốt chóc sơ một chút xíu. Đây chị mình thấy ngàm bên trong, ngàm mở tối đa như thế này là 3.6 xăng. Đó, nó hơi có bị chóc mạ chỗ này chút xíu như vậy ăn, chóc mạ chỗ này chút xíu này. Đó, rồi cái này chốt giùm em Tone ngàm 36 ly và dài nó tầm khoảng là 15 xăng, 14.5 xăng. Cái này chốt giùm em 22 108. 23 thì em lên một cây dao rọc giấy hoặc là anh chị mình cắt cáp ha. Cái này hàng của X-Factor, hàng này là hàng của Mỹ, Made in USA này. Đó, phần cán nó có trầy trầy sơ chỗ này giùm em ha, nhưng mà phần nhựa nó còn sáng, màu đen nó còn sáng. Mình có cái kéo ra kéo vô như thế này, lóc và ẩn lóc ha, mở ra khóa và mở ra. Đây này nó dính keo chút xíu luôn nha anh chị em. Vậy anh chị mình chịu khó mình liếc sơ qua cái lưỡi mình xài, còn cái lưỡi là còn bóng. Cây này là cái phần lưỡi là lưỡi thép không rỉ. Rồi cây này là một cái dao rọc giấy của hãng X-Actor của Mỹ, dài 15 xăng, mã 23, giá 80.000. Cán nó bằng nhựa màu đen nha chị nha. 24
24 em lên một cây kiềm mẫu quả hàng mới chưa xài ha. 24 là hàng của Mỹ nhưng mà đặt nhà máy sản xuất tại Đài Loan, mã số 24. Ở trên các trang web của Việt Nam mình cũng đang bán hàng chính hãng như thế này anh chị em, và hàng mới như thế này thì giá nó tầm khoảng là 300 mấy, nên chị mình thích thì chốt cái này về xài. Rồi Santa cái này mới chưa xài luôn, mã số 24 giá 140, kìm mỏ quả Santa dài 24 xăng, thép là chrome vanadium này. Rồi đây là của công ty là công ty ha, đâu đây công ty Danaher gì đây ha, hàng của Mỹ, Yura thuộc tập đoàn của Mỹ. Thì cái này anh chị mình xài vẫn bình thường theo tiêu chuẩn DIN của Đức này đó, dòng 10 inch tương đương với 25 xăng ha, có logo hình là Sata con chim gãy bàn. Anh chị mình cứ tìm Sata 70402 sẽ ra thông tin cái này, nhà mới chưa sử dụng ha, anh chị mình thấy nguyên zin chưa xài này. Chiều dài tầm khoảng là 26 xăng, liền lạc ngon lành, chưa xài, chưa có bị chóc gì hết. Mã số 24 giá là 140, cái này mình kẹp nhàm chắc mát phải tầm khoảng 37-38 xăng đổ lên nha anh chị nha, 37-38 xăng đổ lại chứ. Mã số là 24 giá 140, kìm mỏ quả 26 xăng của Sata 25. Rồi em lên combo này ha, combo này thì một combo gồm có rất là nhiều cờ lê miệng vòng 25. Cái này bộ này nó tầm khoảng là hơn 1,8 kg nha chị em, và nó gần như là đủ size nhưng chị mình xài. Em sắp cây này thì nó gần đủ size cho mình sử dụng ha. Rồi đầu tiên là cây nhỏ nhất, em sẽ view từng cây cho chị mình xem. Rồi cây nhỏ nhất là một cây hàng DIN tiêu chuẩn của Đức nè, DIN 3113 ha, cây cờ lê số 7. Rồi cây thứ hai là cây cờ lê số 11 ha, cây này là Span Tây Ban Nha, cờ lê số 11 của Tây Ban Nha. Thì những cây này thì cái ngàm nó còn đẹp nhưng chị ăn nó không có bị cấn dập nhiều. Anh chị mình thấy cây này là ví dụ như cây này là ngàm nó còn nguyên zin không cấn dập này, và cây này xả lướt chút xíu. Cây này là của Tây Ban Nha ha, cây này của Tây Ban Nha và cờ lê số 11 giùm em, một đầu miệng một đầu vòng. Rồi kèm theo cho anh chị là một cây này ha, một cây này anh chị mình mở cổ bô hay mở gì mình mở ha, mở những cái chiều dài thì tầm khoảng là 28 xăng, và khoảng cách lọt lòng chỗ này là tầm khoảng 5 xăng này đó. Rồi anh chị mình có thể chụp vô đây cho anh chị mình nhìn cái dòng thông số ở đây ha. Rồi tiếp theo là cây số 17, 11 và đây là 15 nha chị em. 15 cây này thì gần như chưa xài này, nguyên zin này đó. Rồi 15 rồi tới 16 nha chị em. 16 cây này là của Elora của Đức luôn. Cây này anh chị mình mua vô nó cũng tầm khoảng 500 mấy này một cây này đó. Ngàm cũng thẳng anh chị em, ngàm thẳng đàng hoàng, mạ đẹp ha, chrome vanadium, hàng của Elora và đây là hàng của Germany của Đức ha. Rồi đây là 15, 16. 13 đấy nha chị em, 13, 17, 7 nè, 11, 13, 13. Rồi cái này 14 nha chị em, drop phóng kịp thép rèn nè, đó, ngàm răng này kia là em lựa nó rất là kỹ nha chị em, thấy xài rất là bền, bộ này rất là nhiều luôn, nó tới 13 cây lận. Rồi cái này số là 18 ha, 18, số 18 ít gặp nè, anh chị nào mà mình đang cần xây cây 18 miệng vòng thì mình có thể chốt bộ này. Rồi 19, cây này là của hãng là Heiko của Đức ha, Heiko của Đức. Cây này thiết kế cái cong như thế này để anh chị mình vặn nó không bị cấn. Rồi cái thiết kế nó cong như thế này nha chị em, và cây này anh chị mình thấy cái ngàm của nó cũng nguyên zin này, ngàm của nó cũng không có bị cấn dập ha. Đây là đầu vòng đó, đẹp nha chị em, rất là dày dặn cứng cáp. 19 của Heiko của Đức. Rồi ở đây có một cây số 19. Rồi ở đây có một cây số 21 nha chị em, 21 à. Rồi cây này là ngàm thẳng ha, ngàm thẳng mịn màng, không cấn dập ha, đầu rất là đẹp. Rồi 22, cây này thì cũng đẹp nhưng chăng nó không có bị cấn nha, nó hơi cái tróc mạ chút xíu, cái mỏng chút thôi, chứ còn ngàm thẳng không có bị cấn. Cây này là miệng vòng 22. Rồi tiếp tục là cây miệng vòng số 24 ha. Đó, cây này thì chưa xài luôn nha chị em, chưa xài ngàm nguyên zin này. Cây này thì tính ra là rất là mềm luôn, rồi bộ này rất là mềm luôn. Nó nặng tổng là hơn 1,8 kg nha chị em, và bộ này chốt thì em mã số là 25 giá là 300 ha. 25 giá là 300 bộ này. Nặng lên chị nha, 1,8 kg đồng hoàng. À đây còn cây này nữa, số 20 này. Đó, 20 ha. Rồi, cây này ngàm thẳng lên chị ăn. Nay có số 18 với 20 rất là ít gặp, nên chị nào mà mình thích mình chốt bộ này. Đầu nó còn thẳng như chị ăn, răng nên chị thấy thẳng tắp không bị cấn này, nó hơi có tróc mạ thôi chứ không bị cấn. Rồi bộ này chốt cho em mã số 25 giá là 300.
Em lên mã số 26. Rồi, bắt đầu em qua một cây 26 là một cây kéo cắt tôn của Mitsubishi của Nhật ha. 26 cây này thì răng thẳng, chiều dài tầm khoảng là 24.5 cm. Cán nha chị ăn, cán nhựa màu đen này cũng còn liền lạc ngon lành. Đây là phần mũi ha, nó có cái độ cong để chị mình cắt tôn nó đi mặt dưới này, nó không cắn lên tay đứt tay. Chiều dài là hơn 24 cm. Phần răng lên chị, phần lưỡi đi ha, lưỡi thẳng nha chị nha. Những cái phần xước còn này đó. Đây, ok ha. Rồi bây giờ em sẽ test cắt giấy cho anh chị mình xem. Thì về anh chị mình cắt giấy ngon là mình cắt tôn này. Cái lưỡi này gần như chưa xài, để nước thì nó hơi có dính nước thôi, chứ còn cái phần lưỡi của nó là thẳng, cắt giấy ok. Cái này chốt giùm em cái cắt tôn của Mitsubishi. Mitsubishi logo ba hình thoi ghép lại với nhau như thế này. Mã 26 kéo cắt tôn, giá là 200 ha. Em lên mã 27. Rồi bắt đầu em qua những dòng tô vít nha chị ha. 27 là một cây lục giác đầu trái bí. Đầu này thì mình vừa xài giống như một cây lục giác số 4 nè, lục giác 4 ly thông thường. Hoặc là anh chị mình sẽ nghiêng một cái góc là 30 độ ha, là mình cũng vặn được. Và đây là lục giác trái bí số 4 hàng của BB Swissmax Thụy Sĩ, hàng mới chưa sử dụng. Anh chị mình thấy đầu nó còn nguyên zin nè. Đó, BB Swissmax Thụy Sĩ ha, BB Swissmax đây. Chiều dài cây lục giác số 4 này của Thụy Sĩ là dài tầm khoảng 21 cm. Chốt giùm em mã số 27, giá là 60.000. Rồi 28 em lên cây vít lùn ha. Đây 28 cây này. Rồi cây 28 cây này là của MOB móc. Rồi cây này đẹp nên chị ăn, hàng mới chưa xài, vít lùn, đầu nguyên zin chưa xài, đầu là PS2 ha, nguyên zin chưa sử dụng nha chị nha. Còn nguyên cái lớp sơn màu đen phủ bên ngoài cái đầu PS2 này. Rồi em sẽ kẹp lại luôn. MOB cây này mình mua vô nó tầm khoảng là 250 gì á. Chiều dài là 10 cm, thì anh chị mình thích mình chốt cái này về xài. Đó, cái này hàng mới chưa xài luôn, có một cái núm để bảo vệ cái đầu, một phần đầu là PS2. Rồi cái này chốt thì em mã 28, giá là 130. Những cây này thép rèn nha chị ha, xài cực kỳ bền. Để em đưa thêm thông tin cho chị mình xem ha. MOB. OK. Cái này anh chị mình chốt giùm em mã số là 28 ha, giá là 130. Em lên mã số 29, em đo chiều dài. Chiều dài cây này thì tầm khoảng là hơn 9 cm chị nha. Mã số 28 vít lùn cộng 2 của MOB, MOB của MOB, mã số 28 130. Em lên mã 29. Rồi cây này là hàng của, cây này cũng 130 luôn ha. Đây là một cây vít trừ hàng của Kennedy ha, hàng của Kennedy, hàng mới chưa sử dụng, mã số 29, giá là 130 luôn. Vít này vít trừ 6.5 ha, vít trừ 6.5, chiều dài tầm khoảng là 10 cm và nguyên zin chưa sử dụng, đầu còn nguyên zin chưa xài nha chị nha. Cây này thì tầm khoảng là 6.5 cm này, 6.5 ly nha, 6.5 ly. Rồi hàng này của, đây hồi nãy hãng MOB đấy chị, anh chị mình có thể thấy hãng MOB là cái thiết kế ở trong cái này ha, MOB đó. Rồi còn đối với cây Kennedy này thì Kennedy là theo tiêu chuẩn của Đức nha anh chị nha. Kennedy đây, sẽ view thông tin cho anh chị mình xem này. À, Kennedy này hàng của Anh anh chị ăn, England của Anh này. Đó, Kennedy hàng của Anh ha. Kennedy hàng của Anh. Rồi cái này anh chị mình chốt giùm em mã số là hàng của Anh, đầu trừ 6.5 ly, mã số 29, giá là 130. Em lên mã số 230. 30 em có một cây 30 cây này. 30 là một cây hàng của hãng là Ombra ha. 30 cây này là một cây đầu anh chị mình có thể mình nối với một cây cần vặn đầu 1/4 ra, đầu 1/4 và mình xài chung với bộ khẩu và 1/4 mới chưa sử dụng ha, thép CRV của hãng là Ombra ha, Ombra đây đó. Anh chị mình tìm giùm em Ombra 580014, hàng mới chưa sử dụng. Đây là một cây cần ship 1/4, xài chung bộ khẩu 1/4 giùm em, chiều dài là khoảng hơn 15 cm. Rồi
cho anh chị mình thấy ha. Đó. Ôm ra ha. Đây. Rồi. Cây này thì nó tầm khoảng là nhiêu ta, 200 mấy. Thì anh chị mình thích mình chốt cái này về xài ha. Rồi cái này anh chị mình chốt giùm em mã số là 30, giá 160 ha, 30 160. Em lên mã số 31. 31 cây này 120. Lên cây này đi, 31 180. Đây là một cây vít của Makita. Size là 150mm ha, SL8. Thì cây này cũng hàng mới chưa sử dụng của hãng Makita. Chiều dài tầm khoảng là 27.5 cm. Cây vít này vít lớn nha chị em. Đầu vít này là trừ 8 ly đã nha chị nha. 8 ly cái này anh chị mình vặn chắc là những cái máy cưa hoặc là những cái máy nhám lớn mà hàng của Makita để anh chị mình xài cái này. Đầu là trừ 8 ly và chiều dài 27.5, hàng mới chưa sử dụng của Makita, mã số 31, giá là 180. 32 108 luôn. 32 cây này là của hãng là Red Brown ha. Ripple Pro, đây là fit đóng, hàng mới chưa sử dụng, đầu là tầm BH1, đầu mới chưa xài. Anh chị mình có thể mình kẹp cái kìm cộng lực bên dưới này mình xài ha. Hàng của Ripple Pro anh chị em, Ripple, hàng Ripple Pro. Thì cái này cái này nha anh chị nhé, cái này chốt cho em mã số 32, giá 180, vít tống đầu PH1, liền lạc ngon lành, hàng mới chưa sử dụng, đầu nguyên zin chưa xài, mã số là 32, giá 180. Em lên mã số 33. Rồi anh chị nào mà trước giờ mình đang sưu tầm dòng mỏ led hoặc là cần xếp tự động mà 1/2, 3/8 hàng của Din này, thì anh chị mình chốt cái này ha. Đây một cây tô vít của Din, dòng này dòng cao cấp, mã số 33, giá là 32 chứ 33 nha chị nhé. Cây này 33, giá là 170. Một cây tô vít đầu trừ, hàng mới chưa sử dụng của hãng là Din. Rồi mình có thể mình kẹp cái kìm cộng lực bên dưới luôn. Chiều dài cây tô vít này tầm khoảng là 20.5 cm và đầu trừ là đầu trừ 5.5 ly nha chị nhé. 5.5 ly. Cây này chốt cho em mã số 33, giá là 170, liền lạc mới chưa sử dụng. Rồi mã số 34. 34 là một cây lục giác hoa thị ha. Cây này hàng của Wood, này như là của Tây Ban Nha hay là của gì này, hãng Wood này anh chị mình cũng thấy nhiều rồi. Wood Redline. Rồi cây này là đầu trừ đầu hoa thị TX25 chị ăn, đầu hoa thị TX25, hàng mới chưa sử dụng. Đó, có đầu này ngắn luôn luôn thì mình xài cái đầu ngắn này, còn nếu mà dài thì mình xài đầu này, và tất cả đều là TX25 hết. Rồi chiều dài này chắc 16 cm này. Rồi cái này anh chị mình chốt cho em chiều dài cái này tầm khoảng là 20 cm, còn ngang như thế này tầm khoảng là 9 cm. Rồi cái này chốt giùm em mã số 34, một cây lục giác hoa thị đầu TX25 ha, hàng của Good, giá là 120. Em lên mã số 35. 35 cây này 160. 35 đây là một cây vít trừ dài, nó rất là dài, thì anh chị mình vô góc kẹp, hàng của Yato của Nhật nhá. Yato IT-2610 ha, đầu 5.5 nhân cho 20 cm. Cái phần cốt này rất là dài này, nên anh chị mình có vô những góc kẹt trong góc máy kia là được ha. Dài 20 cm và tới cán luôn là khoảng hơn 30 cm. Đầu trừ là 5.5, nguyên zin chưa sử dụng. Rồi, cái này anh chị mình chốt giùm em Yato của Nhật ha, mã số 35, mới chưa xài, 160. Rồi em lên mã số 36. Rồi 36 cây này của Nhật nha chị em. Đây là một cây 5 châm này. Cây này là của hãng này. Đây. Daytona. Nó hít rất là chắc anh chị. Nó là chắc, tại vì cái mặt cái bảng tiếp xúc phần nam châm rất là bự. Đây, đây hít nam châm nha chị nha, hàng mới chưa sử dụng. Chị mình thấy nó hít được cả một cái cây mà cần tự động 1/2 mà nó nặng lúc đặt như thế này, rất là nặng luôn. Rồi, rất là nặng nha chị nha. Đây là hãng là Daytona nha chị em. Daytona là một dòng về từ những năm 1972 và sản xuất các dòng xe đạp, xe máy. Rồi, hàng của Nhật anh chị em, Daytona, mình có thể mình xem thêm thông tin. Cây này là hít rất là mạnh, anh chị mình có thể lấy những cái
ốc vít lớn á. Đây anh chị mình thấy nó nhấc được cả cân dao như thế này, nó tầm khoảng 8 lạng ha. Là nó nhấc được luôn. Rồi. Bạn rộng tiếp xúc dày. Chiều dài của cây hít 500 này chốt cho em mã số 36, giá là 250. Daytona của Nhật, chiều dài phần tổng thể ha, chiều dài tổng thể nó tầm khoảng là hơn 50 xăng, tầm khoảng 52 xăng. Daytona nha chị nhé. Daytona là một thương hiệu của Nhật ha, tập đoàn Daytona. 1974. Dụng cụ để sửa xe máy anh chị em. Bạn chị mình hít những cái đinh ốc vít gì mà rơi vô ốc kẹt thì mình sẽ sử dụng cái này của Nhật anh chị nhé. Cái này anh chị mình chốt giùm em ha. Dài tới gần 52 xăng, mã số 36, giá là 250, hàng mới chưa sử dụng. Rồi em lên mã số 37. 37 em lên cây này. 37 là một cây này, là một cây cây lắt léo mà mở ốc 7 ly chứ. Cây lắt léo này anh chị mình thấy nó có độ cong này. Đó, mình vô những góc kẹt hoặc là những cái góc hướng mà anh chị mình muốn vặn một cái đầu mà ốc 7 ly á thì mình vô cây này. Thì cây này là của hãng là IDG Tool, hàng của Thụy Điển anh chị em. IDG Tool là một thương hiệu của Thụy Điển. Cái này anh chị mình có thể lắt léo ha. Và cây là anh chị mình sẽ mở ốc 7 ly giùm em, hàng mới chưa sử dụng. Đó, mình sẽ lắt léo như thế này, ở trong đó là cốt thép giống như cái lò xo vậy, ở ngoài họ bọc cái bằng nhựa rồi. Rồi ok. Cái này rất là bự, tại vì thường thường châu Âu thì tay to nên là người ta sẽ làm cái cán nó cực kỳ to như thế này. Chiều dài cây mở ốc 7 ly lắt léo này, hàng của Thụy Điển, là khoảng 27.5 xăng. Cái này anh chị mình chốt giùm em mã số 37, giá là 200, hàng mới chưa sử dụng ha. Đầu là 7 ly giùm em, mở ốc 7 ly. Rồi em lên mã số 38. 38 là một cây ha, cây này là một cây sử dụng với đầu khẩu là 3, là đầu khẩu là 1/2 giùm em. Rồi cây này là hàng của hãng là IR. IR là một thương hiệu của Mỹ. IR của Mỹ ha. Đây chị mình có thể lấy. IR Tool. IR Tool là một info. IR Tool ha, hàng của Mỹ. Made in USA. Thì nó chuyên về những cái màu xanh như màu xanh quân đội anh chị. Nó màu làm cái màu xám xám xanh xanh, xanh đậm quân đội. Đây. Euro Tool ha. Đó, hàng của Mỹ. Rồi. Cái này là một cây thì anh chị mình xài chung với bộ khẩu là 1/4 giùm em ha. Liền là con lành anh chị mình thấy là 1/4, tìm giùm em là IR 759400. Rồi cây cần siết 1/4 này dài tầm khoảng là 17.5 xăng. Chốt giùm em mã 38, hàng của IR của Mỹ, giá là 200. Em lên mã số 39. 39 thì em lên một cái lưỡi cưa hàng mới chưa sử dụng ha, của Hitachi. 39. Cái này anh chị mình sẽ là cưa gỗ anh chị em, và anh chị mình xài với lại cái máy cắt cầm tay được ha. Phần cốt ở giữa là 2 xăng và nó gồm có 24 răng, hàng của Hitachi. Rồi cây này thì đường kính là 12.5 xăng, xài cho máy cắt thông dụng anh chị mình hay có ở nhà này. Thép khung rỉ ha. Đó, cái lưỡi này là lưỡi thép khung rỉ. Đường kính là phần cốt ở giữa là 2 xăng, đường kính là 12.5 xăng. Rồi cây này gồm có 24 răng. Đó. Rồi cái này chốt cho em mã số là 39, giá 107, răng hợp kim. Răng hợp kim nha chị nha. Răng hợp kim. Đó, răng hợp kim ha. Đó. Đẹp nhưng chị hàng mới chưa sử dụng đâu. Rất là bén nè. Cực kỳ bén. À cái này chắc nó có xài lướt chút thôi nha chị ăn, mà răng nó còn nguyên zin này, chắc này xài lần hai lần chứ không xài nhiều, tại vì răng nó rất là rám. Rồi cái này chốt cho em mã số 39, giá là 107 ha. Giá mới nó tầm khoảng là 3.600 yên, là giá nó tầm khoảng là 700.000 nha chị em, gần 700.000. Rồi anh chị mình mua cây này có 107 thôi, mã số là 39. Lưỡi cưa gỗ xài cho máy cắt cầm tay thông dụng nhà nào anh chị mình hay, nếu mà làm đồ là mình có rồi. Em lên mã số 40. 40 em lên một cây thùng của Toyo ha. Thùng này nặng tới 1.2 kg anh chị em, rất là nặng. Tại vì cái phần lá thép nó rất là dày, hơn 1.2 kg. 1 ký 2 20 gram, lá thép thì dày nên là anh chị mình xài rất là bền. Phần nước sơn màu xanh còn nguyên zin, hàng của Toyo ha, made in Japan đàng hoàng, được sản xuất tại Nhật đàng hoàng. Dòng sản phẩm là Toyo GY-35. Cây này thì anh chị mình đựng được rất là nhiều đồ ha. Nước sơn màu xanh còn nguyên zin này. Chiều dài tầm khoảng là 36.5 xăng, chiều rộng tầm khoảng là 15 xăng và chiều cao tầm khoảng là 11 xăng hơn. Rồi nhìn vô mặt cái là mình thấy nó mới này, nước sơn còn màu xanh còn nguyên zin luôn. Đó, những cái dòng dập chữ mà dòng cốt sản phẩm này. Nói chung là
chung là cây này đẹp nhưng chị An xài cực kỳ bền, tại vì nó nặng tới 1,2 kg. Thường thường mà có size 35 này thì nó dài, nó nặng tầm khoảng là 8 lạng đến 1 kg thôi, nhưng mà thùng này nặng tới 1,2 kg, 20 g. Ở trên mặt trên thì anh chị mình thấy dùm em là nó hơi có bị móp móp chút xíu, nhưng mà nó là phần nách rồi, mình ít khi mà mình để đồ nó dày lên tới đó. Còn ở phần dưới, dưới là anh chị mình thấy láng bóng đẹp này. Đó, láng bóng đẹp ha, không bị cấn dập, còn nguyên lớp sơn luôn. Chị phần trên này nó hơi có cấn cấn móp móp chút, không có ảnh hưởng gì, tại vì nó móp dữ thì mình mới đầu gò lại. Còn cái vết móp này thì cũng không có cần gò đâu, tại vì nó cũng hơi móp móp sơ thôi, nó không có bị mà chiếm diện tích nhiều. Rồi, đẹp nha chị ha. Hàng đại được rất là nhiều đồ, dài 35, rộng 15 và chiều cao là 11 cm. Rồi cái này chị mình chốt cho em mã số 40, giá là 230, nặng là 1,2 kg, 20 g. Đồ người. Em lên mã số 41 ha. Rồi 41 em lên 1 cây nha. 41 em lên 1 cây cần ship 1/2. Cây này thì hàng xài lướt, còn nguyên lớp ram màu đen ở trên đầu 1/2 anh chị, quá trời mới ha, nguyên cốt bằng thép của Tone, cần tự động 1/2 Tone cho ban. Cây này anh chị mình mua mới nó cũng tầm khoảng chắc phải tầm khoảng 800-900 ngàn á, mà cây này nó quá trời mới này, đó ngon lành, nghe tiếng bên răng là thấy mới ha, và thấy lớp ram đen nó còn nguyên zin anh chị. Đó. Rồi cây này cần tự động 1/2 của Tone, còn rất là mới. Dòng sản phẩm là RH40, chiều dài là khoảng 24.5 cm, nguyên khối đẹp nha chị nha. Mã 41 giá là 400. Em lên mã 42. Rồi 42 thì em có cây này, 42 là một cây tun của Nhật ha. Cây này anh chị mình 42, dự phòng để mình có thể bỏ xe máy hoặc là xe hơi mình có đi ngoài đường. Thì cây này là hàng của hãng là Nobel của Nhật này, Nobel Tokyo Japan ha. Dòng sản phẩm là 15470. Thì cây này khi mà mình không có thu lại thì thu lại gọn nhất nó tầm khoảng là có 16.5 cm, để anh chị mình bỏ vô trong cốp xe. Rồi đây là bằng đồng, trên cái đầu nó bằng đồng nên chị mình thấy nó hơi có cấn cấn chút, nó lộ cái lớp đồng bên trong ra thì nó sẽ không có rỉ. Chiều dài khi anh chị mình thu gọn lại là 16 cm, rất là gọn. Cái này cái phần là da như vậy, cái này là bằng da, da thật, và bọc bên ngoài như thế này, da thật. Vì anh chị mình đổ keo vô cho nó khít lại giùm em ha, hoặc là mình có thể mình thích thì mình có thể mình bọc một cái lớp tay cầm bằng da mới. Rồi khi anh chị mình rút ra như thế này nè, thì nó dài tầm khoảng là 40 cm hơn ha. Và cân nặng cây này thao tác rất là nhanh, chị hoạt động trơn tru, nặng tầm khoảng là 280 g. Đây, những cây này anh chị mình thấy là nó hoạt động ra vô trơn tru, chứ nó không có bị cấn dập gì anh chị nha. Và cây này khi anh chị mình xài nó khác biệt lên, cái này có xài lướt chút xíu nhưng mà nó sẽ ngon hơn là những cây mà anh chị mình nhập. Thì em kia có còn qua những cây mà hàng bình thường rồi, nên là anh chị mình sẽ cảm nhận được cái độ khác nhau. Đây, ở trong nó bằng đồng nha chị nha, mình rút rất là nhẹ. Đó, rất là nhẹ luôn. Còn khi mà mình gõ vô, mình chịu khó mình gõ nó mạnh mạnh chút xíu nha, cũng không cần mạnh nhiều đâu. Đó, rồi. Đây, ok ha. Rồi, cái này chốt giùm em mã số 42, một cây tun an toàn ha. Mã số 42 giùm em, hàng của Nobel của Nhật, thu gọn lại là 16 cm, kéo dài ra tầm khoảng nãy là như tầm khoảng 50 cm gì đó ha, 50 cm. Rất là chắc nha, tại vì em giữ mạnh, chứ anh chị mình giữ mạnh thì nó sẽ mạnh lên như thế này nè. Đó, nặng là 280 g, này đủ anh chị mình sử dụng rồi ha, cái lực có đủ rồi. Rồi dài tầm khoảng là 41 cm khi mà mình giũ ra hết. Cái này chốt giùm em mã số 42. Mã số 42 giùm em lên mã số 43. 43 em lên những cây cờ lê lực ha. Cây này thì do để bãi nó hơi có bị chóc cái phần mạ do dính nước thôi, chứ còn ngàm nó nguyên zin nha chị nha. Đây anh chị mình thấy ngàm nó thẳng tắp này. Cây này là cờ lê lực số 17, nhân lực là 16 N, hàng của hãng là Esco của Nhật. Nó có chóc mạ thôi chứ không có ảnh hưởng đến phần cốt thép bên trong nha chị ha. Này do dính nước nó chóc mạ thôi, chứ còn cây này không có xài nhiều, ngàm nó còn nguyên zin thẳng tắp này. Đó. Cây này chốt giùm em mã số là 43, giá là 650 ha. 43, cây này mình mua vô nó tầm khoảng 1,8-1,9 triệu, thì anh chị mình thích mình chốt những cây này về xài. Esco của Nhật, sản xuất tại Nhật, cờ lê 10 lực 17, nhân lực là 16 N. Rồi em lên mã số là 44. Cây này là cờ lê lực của hãng Esco, và cây này là cây cờ lê số 22, nhân lực là 30 N ha. Cây này 650 luôn. Cái này do vấn đề nó cũng
kiểu như bị tróc mạ dính nước thôi chứ không phải là do xài nhiều. Anh chị mình thấy ngàm nó còn nguyên zin, không bị cắn dập. Những cây này cờ lê lực của Nhật nên chị hằng, ESCO 22 nhân lực 30 Newton đó, chóc mạ thôi, nó hơi ố cái mạ chút thôi nhưng mà ngàm của nó nguyên zin ha. Những cây này là thép rèn nên chị mình xài cực kỳ bền. Những cái phết này nó rất là ít khi mà bị cắn nha. Nhiều khi anh chị mình thấy là nhiều cây cây của Nhật về nó chỉ hơi có chóc mạ hoặc là nó sờn sờn cái mạ thôi, chứ còn thép cứng nên là nó không có bị cắn gì nhiều đó. Xài cực kỳ bền những cây này. Rồi cái này thì giá nó tầm chưa được bằng một cây hàng của Đài Loan, nên anh chị mình thích mình chốt những cây hàng Nhật về xài, ngàm nguyên zin này đó. 22 nhân lực là 30 Newton, mã số 44, 650. Em lên mã 45. Đây là một cây cờ lê lực ha, 45, cây này cũng của hãng ESCO. Rồi cái này là 22 nhân lực là 42 Newton. Đó, cây này thì mạ này rất là đẹp, anh chị em còn nguyên cái lớp sơn màu đỏ ở trên này. Rồi cây này, cây 45 này với cây 44 hồi nãy đều là cây cờ lê số 22. Anh chị mình muốn mà xuống cái size 21 thì anh chị mình gắn thêm một cái nẹp ở đây nữa thì nó tự động nó giảm từ 22 xuống 21, anh chị mình xài ha. Cái nẹp giống như một cái miếng thép nhỏ để anh chị mình gắn vô, nó hình chữ U á, nó nẹp vào đây ha. Rồi 22 xuống 21, không thì để vậy xài thì anh chị mình xài số 22. Rồi cái này đẹp anh chị ha, không có cấn dập ha, mạ chrome còn nguyên zin này. Có mặt ngoài này thì anh chị mình thấy nó có vài cái vết cấn sơ như thế này dùm em thôi, chứ còn không ảnh hưởng gì các chức năng bên trong. Ba cái ngàm này còn rất là thẳng. Rồi cái này chốt dùm em mã số là 45 746. Em lên một cây xịt, cây này là một cây cây súng hơi và sử dụng cho súng tô vít, bắn hơi tô vít nha anh chị em. Sử dụng đầu vít là 6.35 ly dùm em. Anh chị mình sẽ săn gắn những cái đầu 6.35 ly, cái lò xo rất là chắc anh chị, rất là chắc luôn. Okay. Đó, rồi sơn đen màu vàng còn nguyên zin ha. Và cây này là hàng của Thụy Điển anh chị em. Một cây súng bơm hơi, súng bắn hơi tô vít, đầu 6.35 ly. Và cây này thì lực ngon anh chị nha. Mình sẽ chụp cái dây hơi nhanh như đây và mình xài. Đây là chi xì hơi ra. Rồi cái này chốt cho em mã số là 46, giá là 380. Một cây bắn vít dùng hơi nha, một cây bắn vít 6.35 ly dùng hơi của Thụy Điển. Anh chị mình tìm giùm em là của hãng Atlas nha, Atlas Copo Tool. Và cây này PMAX là 73 nè. Đó, PMAX là 73 giùm em, hàng của Make in Sweden Thụy Điển. Cây này hoạt động trơn tru hoàn hảo anh chị mình. Đây, tạo chiều trái phải ha, tạo chiều trái phải ở đây. Và anh chị mình chốt hàng cái này hoạt động trơn tru hoàn hảo. Rồi chốt hàng thì em sẽ gửi cái link test cho anh chị mình ha. Tại ở trên này thì em không có cái máy cái cục hơi được, không có cái dây hơi, nên là em sẽ gửi cái link test riêng cho anh chị. Rồi mấy bữa nữa thì có cái cục hơi về thì em sẽ test luôn ở trên clip. Rồi cái này thì dài tầm khoảng 30 cm, hàng của Thụy Điển. Anh chị mình xài những cái này rất là bền, nặng là hơn 1 kg, anh chị ăn 1 kg 140 g. Mã số 46, giá 380. 47. Ở đây em có một cây thước cặp Mitutuyo, cây này là 3 tấc lận nha, 30 cm, hàng logo Joseph nội địa Nhật Mitutuyo. Đặc biệt cây này số vừa khắc chìm vừa có mực nên anh chị mình thấy nó không có bị mờ. Rồi cây này là đầu zin nguyên anh chị, đầu khít này, không có bị cấn ha. Quan trọng là hai cái đầu này, đó, đầu trên đầu dưới nó không bị cấn gì hết và nó khít, anh chị mình thấy nó mới này. Nó đỡ, đo rất là chuẩn xác, không có bị cấn, không có bị sai số. Này bị sưu tầm cũng được, xài cũng được, đầu khít rịch luôn ha. Rồi, 3 tấc 30 cm, cây này chốt cho em xã số là 47, giá là 800. Thước cặp 30 cm của hãng Mitutuyo của Nhật. Cái độ chia chỗ này, cái độ chia nó lớn nên khi anh chị mình đọc thông số rất là nhanh. Thì anh chị mình đo những cái độ dày như là gỗ này, hoặc là làm bên cơ khí mình hay cắt thép, hoặc là anh chị mình xài ở bên bề cắt tông, anh chị mình hay đo độ dày hay micro thùng cắt tông này, anh chị mình xài này. Mã số 47, thước cặp 3 tấc của Mitutuyo ha. Hai ngàm trên dưới khít không có hở, nguyên zin. 800. Em lên mã số 48. 48 ha, em qua đồ bếp ha, 48 em lên đồ bếp đi. Ở đây em có một cây kéo ha, 48 em có một cây kéo vải 280. Dòng này dòng cao cấp của Kakuri của Nhật cho anh chị em, dòng cao cấp của Kakuri No 700. Để anh chị mình thấy cái phần mà trên cán thì họ sơn nước sơn bên ngoài màu đen nhưng mà ở trong họ phủ một lớp DB sơn màu đỏ bên trong nữa, màu đỏ gạch bên trong. Rồi ở đây là logo khắc chìm chữ Kakuri và có mực nhũ vàng ở bên trên anh chị em. Nhà do hàng bãi về để hơi có phai cái màu vàng rồi, chốt đồng rồi. Rồi mặt sau anh chị mình thấy Kakuri No 700. Chiều dài của cây này tầm khoảng là 25 cm. Cây này thì form dáng đầy đủ anh chị em. Lưỡi là không có bị mẻ ha, lưỡi thẳng không mẻ. Đó, cắt rất là ngọt, trong này có hai gạch này.
Kakuri No 700. Đối với dòng bình thường của Kakuri, anh chị mình mua vô nó cũng cả tầm khoảng là 900 ngàn rồi. Đó, những dòng Kakuri. Còn cái này anh chị mình mua vô nó tầm khoảng triệu mấy ha. Để em test á. Vải cho chị mình xem. Đây, người nó cần mở tác cắt này. Cái này vải dày anh chị nha, vải cotton nhưng mà nó dày. Vải cotton này dày quá. Dày hơn bình thường nha anh chị nha. Đây anh chị mình lấy cắt ngọt này. Đó. Còn nếu mà cotton thường anh chị mình cắt đúng lớp là ok ngon lành. Rồi em sẽ cắt nguyên cây. Cắt nguyên cây là cắt bốn lớp nha. Đó, anh chị thấy ngon nha. Đó. Đây, bốn lớp nha. Cái vải này rất là dày anh chị nha. Rồi, em sẽ test thêm trên vải mẫu cho anh chị mình xem. Thường thường những cây này mình cắt hai lớp thôi. Cái này anh chị mình cắt vải kaki cũng được, mình cắt hai lớp thì em. Rồi, đối với vải mẫu mỏng như thế này thì nó này thun mát anh chị em, bạn thun mát bốn lớp ha. Rồi, cắt bốn lớp con này không có vấn đề gì hết ha. Kéo thì bên em đã vệ sinh và mài bén rồi. Ví dụ như anh chị mình xài những cây kéo Nhật như thế này, mình xài những cây bình thường mình mài tầm khoảng 3 lần thì anh chị mình xài cái này mình mài mới có một lần thôi. Đó, tiết kiệm được tiền mài kéo nữa. Và những cây này giữ bén, giữ cạnh tốt, cắt nhanh. Rồi, cái này anh chị mình chốt giùm em mã số là xài xong nhớ lau cái bụi vải cho giùm em ha. Kỹ thì anh chị mình có thể áo sơ một lớp dầu máy may vô giùm em. Rồi, cái này chốt giùm em mã số 48, giá là 280. Em lên mã 49 em có một cây dao chặt ha. Đây là một cây dao chặt 49. Rồi, cây này thì hàng gần như chưa sử dụng nha chị em. Tại vì anh chị mình thấy còn nguyên lớp ram đen này, ba lớp thép ha. Ở đây nó hơi có bị mẹ dăm chút xíu thôi, nhưng mà cây này là ba lớp thép ram đen còn nguyên zin phát hai mặt tay trái tay phải đều xài được. Rồi, chữ khắc chìm ở trên phần đây và anh chị mình thấy phần cán còn nguyên cái tem nhãn luôn. Làm bằng thép rèn dao kéo cao cấp của Nhật và những cây này thì nguyên zin nha chị ha. Ram đen còn nguyên zin này, sống dao là còn đẹp không có bị cấn dập. Nó chỉ hơi có vết mẹ dăm như thế này không ảnh hưởng gì nhiều. Đó. Ba lớp thép, đây là một cây dao chặt ba lớp thép, hai mặt tay trái tay phải đều xài được. Chiều dài tổng thể của cây dao này tầm khoảng là 38 cm, phần lưỡi sử dụng tầm khoảng là 13.7 cm ha. Bản rộng nhất là tầm khoảng là 7.8 cm và cây này thì cân nặng là khoảng 730 g anh chị nhá. Cây này là 730 g độ dày. Độ dày tầm khoảng là 7 ly rưỡi anh chị nhá. 7 ly rưỡi và nặng là 730 g, chiều dài lưỡi là tầm khoảng 13.8 cm. Rồi, cây này chốt cho em mã số 49, giá là 950, hàng đẹp nha chị nha. Zin ram đen còn này. Cái khâu hình oval ha. Mã số 49, giá là 950. Em lên mã số 50. 50 em lên một combo gồm có ba cái thau ha, ba cái thố. Thì ở dưới cùng là cái thố này là bằng titan nên chị ăn, và cái này thì nó nguyên zin, nó không có bị móp gì hết. Cái này thì đẹp. Bằng titan ha, nhìn cái màu xám chì của titan là anh chị nào mình hay đi phượt hoặc là anh chị hay mua đồ những cái ca, cái tô mà cái xô của titan, của Soto á, thì anh chị mình thấy rồi. Cái này thì láng đẹp này, về chịu khó đánh bóng thôi chứ không vấn đề gì nha chị ăn. Và cái này là chất liệu titan, nó sẽ mỏng như chị nha. Đó, titan. Rồi, dung tích của cái tô này nó tầm khoảng 1.8 lít như chị nha, 1.8 lít. Đường kính là tầm khoảng hơn 21 cm và chiều cao tầm khoảng 10 cm. Rồi, cân nặng của cái thố titan này là tầm khoảng 200 g titan. Ở dưới này cái chất liệu nó cũng giống như titan nhưng chị em, nhưng mà cái này thì em không có khẳng định là titan ha, nhưng mà tại vì cái nhìn cái này nó xám xám giống titan này. Đó, ở đây nó hơi móp nhẹ ha, cái dung tích của nó là 1.8 như thế này luôn, nhưng mà đặc biệt cái này rất là dày và bên ngoài phủ một lớp sơn màu đen rất là đẹp và còn nguyên zin, hàng mới chưa sử dụng. Rồi, cân nặng của chiếc tô này tầm khoảng là 320 g nha chị em. Dung tích là 1.8 này, vậy anh chị mình đựng đồ trộn gói cũng được. Cái này rất là nặng anh chị. Và anh chị mình thấy sơn lớp sơn bên ngoài màu đen rồi, sơn tĩnh điện láng mịn này, hơi có bị móp móp nhỏ chỗ này giùm em. Rồi, nặng là 320 g. Rồi, tiếp theo cũng là cái này luôn, cái này cũng tầm khoảng 320 g luôn ha. Rồi, tầm khoảng 320 g luôn, dung tích cũng 1.8 và sơn lớp sơn bên ngoài màu đen như thế này, đẹp nha chị nha. Đây có một cái vết móp sơn chỗ này thôi. Rồi thì combo ba cái này nha chị nha, một cái thố titan và hai cái thố này này, ít nhau cũng là thép không vỉ ha, còn không nó titan thì nó càng bền. Thì cái này combo này giá là 270 anh chị nha, 50 giá là 270.
cái này anh chị mình về mình đựng đồ ăn, mình trộn gỏi gì cũng được. Đó. Mình để mình ướp đồ ăn ha, anh chị mình có làm quán ăn mình để mình ướp đồ cũng được. Cân nặng nó là khoảng 840g. Rồi cái này chốt cho em 50. 3 chiếc thố, 1 cây titan và hai cái này thì chắc có thể là titan ha, hoặc là bằng thép không rỉ. 50 giá là 270. Em lên mã 51. Ở đây em có một chiếc quánh bẹt in bằng thép không rỉ ha, vào đáy và ba lớp thép. 51. Mã 51 giùm em giá là 180. Đây là dòng premium ha, premium stainless steel thép không rỉ premium. Hàng của hãng là Ukihara IH của Nhật, đun được made in Japan ha, logo khắc chìm. Đun được tất cả các loại bếp ga từ điện ha, ga bếp từ, bếp điện, bếp ngoại. Rồi, cái này thì dung tích nó tầm khoảng 2 lít nha chị em, nó tầm khoảng 2 lít thì anh chị mình nấu đủ một cái nồi lẩu cho tầm khoảng 10 người ăn ha, khi mà anh chị mình để trên bàn ăn. Ba lớp đáy ở nó ba lớp anh chị em, ở giữa là lớp nhôm để mà dẫn nhiệt tốt anh chị mình, nó dẫn nhiệt đều. Thứ hai là hai bên là bằng thép không rỉ nên anh chị mình xài xong cứ rửa sạch cát lên nó không bị rỉ ha. Rồi đáy rất là dày anh chị mình, khi mình có đổ dầu vô mình cũng không sợ nó nóng mà nó cháy cái đít nồi. Đó, rất là dày ha. Rồi, cân nặng tầm khoảng là 600g anh chị em, cân nặng 600g. Một chiếc quánh ha, một chiếc quánh. Hai bên nó có hai cái tay rót anh chị mình, rót nó không có bị chảy ra cái mang này. Rồi đường kính của cái quánh này là tầm khoảng 24 cm, anh chị mình xài cái nắp vuông tầm khoảng 24-24.5 cm giùm em. Bản rộng, chiều cao nó tầm khoảng là 9 nha chị em, chiều cao tầm khoảng 9 cm. Rồi cái này thì em sẽ gửi thêm cho các anh chị mình một cái cốt ren dài để chị mình về mình gắn vô. Anh chị mình làm một cái tay cầm bằng gỗ nha, gắn vô. Này em gửi thêm cho anh chị một cái cây này ha, khi mà anh chị mình thêm một con ốc ở đây nữa. Bên ốc đâu rồi? À về anh chị mình lấy bù lông mình gắn vô đây giùm em ha. Đó, anh chị mình rồi xoáy vô cái ren ốc này này. Rồi anh chị mình làm một cái cán bằng gỗ. Anh chị mình đẽo một cái cán bằng gỗ, mình làm theo cái mình phải có một cái khoan ha, cái mũi khoan là dài dài đó. Các anh chị mình khoan vô, các anh chị mình bắt ốc vô đó. Rồi anh chị mình thấy hai cái quánh của The Mode hoặc là SCHIH mà quánh gỗ của Nhật mà cán gỗ thì mình sẽ sử dụng làm thế này giùm em. Rồi cái này chốt giùm em mã số 51, giá là 180, nặng là 600g ha. Đường kính là 24 cm và chiều cao tầm khoảng 9 cm, nặng là 600g. Ba lớp đẹp của Nhật nha, 51 giá 180. Em lên mã 52. Rồi, 52 thì em có một cây bẻ góc lưỡi cưa. Cây này thì hàng của hãng là Somat của Nhật, No 250. Cây này thì hơi có chắc nước sơn màu nhũ vàng một chút xíu, nhưng mà cây này là hàng chuẩn Nhật và cái lưỡi còn đẹp ha, Japan của Nhật này. Khi mà anh chị mình bẻ góc lưỡi răng cưa thì anh chị mình sẽ bỏ. Đây, cái răng nó còn đẹp lên chưa? Đây, nó còn mới nè. Đó. Khi mà mình bẻ cái răng cưa thì mình sẽ để vô đây ha. Ở đây anh chị mình thấy nó có size từ 4 đến 10, 12. Đây, 4 là cái góc bẻ là gọi là cái độ bẻ lớn nhất nè. Thì anh chị mình bỏ cái răng vô, mình bỏ cái răng cưa dưới này, các anh chị mình bấm vô thì nó sẽ bẻ hai cái răng cưa sát nhau, nó so le với nhau để tăng cái độ nhám của lưỡi cưa. Hoặc là mình muốn cái góc nó nhỏ thì mình để qua cái khóc khóc 12 hoặc là 8 hoặc là 10 này ha. Đó thì nó nhỏ, càng ngày nó càng lớn tới cái góc mà số 4 này là góc lớn nhất. Đó, góc 4 này là góc lớn nhất này. Mình bỏ cái lưỡi răng vô cái mình bẻ. Rồi cái này hoạt động trơn tru hoàn hảo, cái mặt trong thép nó còn sáng này. Đó, nó chỉ hơi có chốc có nước mạ do dính nước thôi, chứ còn cái này nữa. Phần cốt ở dưới còn đẹp ha. Somat của Nhật, cái này dài tầm khoảng 17 cm, mã 52, bẻ góc lưỡi cưa 170. Em lên mã 53. Ở đây em có một cây kéo. Anh chị mình có thể mình cắt rễ hoặc là anh chị mình cắt cành hoặc là mình cắt cành cắm hoa ha. Dòng này thì kéo này sẽ cắt những cái cành mà nó có cái độ cứng hoặc là mình cắt rễ cây được. Thì cái kéo Sakagen này tiền thân của nó là gọi là kéo cắt cành cắm hoa, nên là anh chị mình sẽ cắt những cái cành mà nó có tiết diện nó lớn một chút cũng được. Giá mới nó tầm khoảng 800 ha, nên anh chị mình thích mình chốt cái này về xài, chiều dài là 17 cm. Màu đỏ còn liền lạc ngon lành này. Đó. Cây này thì mình xài nó bén hoài không phải mài đâu anh chị. Xài ít nhất 2-3 năm mình mới phải mài lại một lần ha. Rồi anh chị mình thấy ở bên ngoài có một cái lớp mà phủ tĩnh điện sơn để mà nó kháng rỉ ha. Nhưng mà những cây này lưỡi rất là dày nên là mình sẽ cắt những cái cành lớn. Cây này lưỡi đẹp anh chị ha, không có bị mẻ. Đó, lưỡi khít đẹp không mẻ ha. Lưỡi đang chéo vô nhau, form lưỡi đầy đủ. Dài 17 cm. Cây này anh chị mình sẽ cắt cành ngon lành. Lưỡi cắt ngọt không có bị gì hết anh chị ha. Đó, ngon lành.
Rồi mã số 53 giá 180. 54 cũng y chang, một cây Sakagen của Nhật Made in Japan 54. Cây này 200 ha, cây này dòng này là mũi dài. Mình sẽ dùng cái mũi nhọn này, mình sẽ tỉa dăm, tỉa chồi những cái chỗ nhỏ thì mình sẽ xài cái này cũng được. Cắt ngọt nha chị nha. Cây này cắt rất là ngọt. Đó, ngon lành. Sakagen của Nhật ha, màu này là màu xanh đậm, màu xanh rêu. Made in Japan Sakagen. Đó. Cây này lưỡi thẳng không có bị mẻ gì hết nha chị em. Đây có một cái vết nhỏ thôi, không vấn đề gì. Những cây này mình cứ để vậy mình xài bén hoài, 2-3 năm mới phải mài lại nha. Đặc biệt anh chị mình hay cắm hoa nhiều, như là tiệm cắm hoa hoặc là anh chị mình cắm hoa ở những nhà thờ hoặc là chùa thì mình sẽ sử dụng những cái kéo này nhiều. Rằm mùng 1, 15 gì đó mình cắt, mình cắm hoa. Chiều dài cây này là 18.5 xăng. Cây này thì lưỡi ngon nha chị em. Lưỡi rất là bén luôn, nhìn vô là mình thấy bén, rờ tay vô rất là rám và độ dày nó to, nên là mình sẽ cắt những cái cành cực kỳ lớn. Rồi cái này mã số 54 giá là 200. Giá mới mình mua nó tầm khoảng 800 á. Rồi 55, em lên cây này. 55 là một cây kéo bướm. Bướm kéo bướm đúc đời cũ của hãng Okasune ha. Đó. Rồi cái này anh chị mình thấy nè, ốc rời mình có thể mở ra, ốc đời cũ ha. Cây này thì cái phần lưỡi của nó hơi có vài cái vết nhăm nhăm nhẹ nhưng mà cực kỳ bén, để anh chị mình cắt cành form lưỡi đủ nè. Đó. Nó hơi có vết nhăm nhẹ nha anh chị nha. Đây. Đây cái này. Đó. Đây ha. Rồi. Có một cái vết này nó hơi có cấn cấn thôi nhưng mà anh chị mình cắt rất là ngọt. Không vấn đề gì. Chiều dài của cây kéo bướm đúc Okasune đời cũ này là dài tầm khoảng 20 cm. Cái này dài 20 cm ha. Dài 20 cm. Cắt rất là ngọt anh chị ăn, bấm mũi nè. Đó. Rồi bấm nguyên cây nè. Ok nha anh chị nha, cắt ngọt không vấn đề gì. Thật ra đối với kéo của Nhật và các dòng kéo mà thép rèn của Nhật như thế này, anh chị mình xài rất là ngọt, nó không có sợ nó mẹ nhăm mà nó nhai cành đâu. Cắt tới đâu nó ngọt tới đó. Rồi, mã số là 255, giá là 250. Em lên mã số 56. Đây là một cây kéo. Đây là một cây kéo bướm đúc của Okasune ha, bướm đúc 56. Cái phần này mũi cực kỳ dài nhưng mà họ đã cắt cái bỏ cái phần cái tai bướm đi rồi, nên là họ sẽ làm như một cái kéo con cá. Nhưng mà cây này thì lưỡi rất là dài và form lưỡi đủ anh chị ăn. Cây này là form lưỡi đủ luôn á. Cây này là dòng mũi dài luôn. Lưỡi dài. Chiều dài lưỡi tới 7.5 cm và dài tổng thể cây kéo này là 21.5 cm ha. 21.5 cm. Thì cây này họ đã thiết kế lại giống như kéo con cá rồi. Đấy, cái này là bên Nhật họ ta làm chứ không phải em về em làm ha. Tại vì hàng có sao về có gì em bán đó thôi. Rồi, cây này form lưỡi là nguyên zin. Form lưỡi đủ nguyên zin nha chị nha. Đó, lưỡi dài nãy là 7.5 cm, ốc rời hàng của Okasune. Thiết kế từ bướm, cây kéo bướm đúc ra kéo con cá dài như thế này. Cái này mình tỉa dăm, tỉa chồi được nha chị em, lưỡi nguyên zin. Rồi. Cây này anh chị mình chốt giùm em ha, dài 21.5, lưỡi dài là 7.5 cm và form lưỡi đủ kéo Okasune. Mã 56 giá là 250. À, ngon nha chị nha. Tại vì cái form lưỡi của nó là zin đủ, họ chỉ có chế lại cái phần cá chút xíu thôi, chứ còn cây này ngon. Mã số là 56, 250. 57. Em lên một cây cạp rễ. Rồi đây là một cây cạp rễ hàng mới chưa sử dụng của Nhật ha. Ở trong này nó có cái chữ chất mắc này chị, có cái logo này nhưng mà không biết sao họ lại bôi đi rồi ha, họ phủ một lớp sơn mới lên. Thì cây này là dài tầm khoảng 18.5 cm, một cây cạp rễ hoặc anh chị mình cạp cành cũng được. Lưỡi zin chưa xài, bản rộng lưỡi là 1.6 cm ha. Rồi cái này về anh chị mình gắn thêm cái lò xo con sâu vô là mình sẽ xài cái lò xo trợ lực. Ram đen nguyên zin chưa sử dụng ha, bén cực kỳ. Em sẽ tách cắt giấy cho chị mình xem luôn. Rồi. Cái này mình sẽ cạp rễ anh chị ăn hoặc là cạp cành những cái dòng mà nó cứng cứng đó, mình sẽ sử dụng cái này. Dài 18.5, gắn cái lò xo con sâu vô đây trợ lực nữa. Lưỡi zin nguyên về là bên em chưa có làm gì hết trơn chị. Anh chị mình thấy còn vết ố của dính nước ở ngoài bãi nữa, vàng vàng chút này. Đó, về chịu khó đánh bóng thôi chút thôi, chứ còn cây này lưỡi zin chưa có xài. Đó, ngọt rất là ngọt luôn. Bản rộng lưỡi là 1.6 cm. Rồi cạp rễ bonsai trên này có chữ chất mắc của Nhật mà họ làm mờ đi này. Đó. Mã số 57 giá là 320. Em lên mã số 58 hàng thủ công nha. 58, cây này là một cây kéo. Kéo bonsai. Cây này là size mini nha chị ạ, nhưng mà cây này là dòng thủ công đẹp nè. Đó. Chốt dai bên em đóng lại nha. Và cây này anh chị mình thấy lò xo, em bên em gắn lò xo con sâu này, ốc đồng này, chữ đằng sau này.
cái lưỡi rất là dày nên là anh chị mình gọi nó là dòng mini, nhưng mà mình sẽ cắt những cái cành nó bự bự chút cũng được ha. Đây là form lưỡi nha. Cây này thì nó hơi có bị một cái vết cấn chỗ này chút xíu hơn chị, chứ còn lại là ngon lành nguyên zin. Hàng này là hàng thuận chuẩn thủ công Nhật ha. Cái này có chữ là Saki, có một chữ Saki và các dòng tên bên dưới nữa. Chiều dài của cây kéo mini thủ công này dài là khoảng 16 cm, kéo cắt cành 16 cm, lưỡi rất là dày anh chị em, và láng đẹp nha, láng đẹp dày quá trời dày luôn. Hai lớp thép này, đây là cái đường tách lớp, là cái đường anh chị mình thấy nó màu đây ha, nó nằm ở đây nè, tách lớp là cái đường này đó. Nó chỉ hơi có một cái vết mẹ chút xíu chỗ này nha, chứ còn lại là đẹp rồi. Dài 16 cm, kéo cắt cành, ram đen còn nguyên zin, mã số 58, giá là 359. Em lên một cây kéo cắt cành của hãng là Okatsune. Cây này là 18 cm, cán trắng đỏ đặc trưng của Okatsune, màu trắng nó còn mới tinh. Rồi cây này form lưỡi đẹp anh chị nha, lưỡi khít không rơ không lắc này. Nó cũng có một cái vết mẻ dăm chỗ này chút xíu thôi, nhưng mà xài bình thường ngon lành. Ốc ác còn mới, cái mặt anh chị mình mặt thép nó còn nguyên zin này, cái vân xước còn nguyên ha. Đó. Dài 18 cm. Đó, cây này anh chị nha. Giá mới mình mua nó tầm khoảng là 750 đến 800 một cây, thì anh chị mình thích mình chốt cái này về xài. Hàng này là hàng chuẩn Nhật ha. Nó có một cái vết mẹ dăm đây nha anh chị nha. Nhưng mà cái này là vân xước với lại cái form lưỡi là đủ nha anh chị nha. Rồi. Cắt giấy. Anh chị mình thấy nó có mẹ dăm chút xíu mà cắt nó rất là ngọt, nó không có bị nhai cây nha cành gì hết. Cắt giấy như vậy thì anh chị mình cắt qua cành rất là ngọt nha. Đó. Rồi cái này chốt của em 59, giá là 350. Rồi em lên mã 60. 60 là một cây kéo tỉa dăm hàng mới chưa sử dụng của làng rèn Miki, mã 60, giá là 400. Một cây kéo bướm kéo tỉa dăm hàng mới ha, và cái dòng này là của làng rèn Miki Sio của Nhật. Đây là cái phần tem dán cảm ơn, rồi đây là cái logo ha, của cái gọi là làng rèn Miki ha, và cái dòng sản phẩm này tên là Kanesio, dòng i5. Anh chị mình vô trang web là mikisio.com, anh chị mình sẽ tìm thấy dòng i4 là kéo bướm và i5 là dòng kéo tỉa dăm như thế này. Chiều dài của cây kéo tỉa dăm Mikisio này, Kanesio này dài tầm khoảng là hơn 20 cm ha. Rồi. Cái này dạ, chốt cho em mã số 60, giá là 400. Hàng mới chưa sử dụng. Thì cái thiết kế mà bằng hộp nhựa như thế này để anh chị mình treo lên giá siêu thị ha, treo lên giá siêu thị. Rồi, anh chị mình thấy này. Đó, mộc này mộc Kanesio ha, và đây là của làng rèn Miki. Ở đằng sau có mộc khắc chìm made in Japan ha. Form nữa là zin chưa sử dụng, tán là nguyên zin không bị rơ lắc. Rồi xài xong thì anh chị mình nhớ lau nhựa cây đi để mình bảo quản cái lưỡi giùm em ha. Đây. Nguyên zin ram đen. Dài 20 cm anh chị em, dài 20 cm. Rồi cái này anh chị mình chốt giùm em mã số là 60 của làng rèn Miki này. Đây là cái giấy cảm ơn. Mã số 60, giá là 400, hàng mới chưa sử dụng, kéo tỉa dăm 20 cm. Kanesio. Rồi cái này anh chị mình chốt giùm em mã 60, giá là 400 ha. Em đã lên tới mã 60, tập số 49. Anh chị mình thích mã nào? À, 48. Anh chị mình thích mã nào mình nhắn tin điện thoại và số điện thoại trên tiêu đề giùm em ha. Bấm nút like và nút đăng ký kênh để cập nhật các tập mới ha. Em xin chân thành cảm ơn.